Chào mừng các em đến với buổi học của chúng ta ngày hôm nay. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đi sang cái chương tiếp theo, đó là chương 4 phản ứng hóa học. Ở cái chương này thì chúng ta sẽ nghiên cứu xem cái loại phản ứng oxy hóa khử thì nó được định nghĩa như thế nào và cái cách cân bằng của nó ra sao. Và sau đó chúng ta phân loại các cái phản ứng trong hóa học vô cơ. Trong đó cái nội dung quan trọng nhất đó là việc chúng ta là gì cân bằng các phản ứng oxy hóa khử. Vì chúng ta có cân bằng được thì chúng ta mới xử lý được các cái bài toán, viết được các cái phương trình tương ứng với các chương ở phía sau. Thế thì đầu tiên ta sẽ nghiên cứu vào cái bài phản ứng oxy hóa khử và cái phần một nhỏ 15 mã đó chính là các cái khái niệm về phản ứng oxy hóa khử. Mình nghiên cứu về các khái niệm. Đấy. Xem là cái phản ứng oxy hóa khử của lớp 10 xem nó khác gì so với lớp 8 các bạn đã học hay không. Thế ta xét cái ví dụ. Đấy. Cái ví dụ này thì rất là quen thuộc, ở lớp 8 chúng ta cũng đã xét đến, đó là CuO cộng với hydro. Đấy. Thì ra Cu và nước. Đấy. Và lớp 8 chúng ta nói rằng đây là một cái phản ứng oxy hóa khử. Đấy, theo lớp 8. Thế còn bây giờ lớp 10 chúng ta nghiên cứu nó như thế nào? Thế thì kiến thức đầu tiên mà chúng ta nhớ lại đó là cái phần số oxy hóa mà mình học ở cái chương trước nhá. Thì đầu tiên chúng ta xác định số oxy hóa các nguyên tố ở trong cái phương trình này. Mình có đồng hóa trị 2 là dương 2, oxy là trừ 2 trong hợp chất. Hydro đơn chất là 0. Đồng đơn chất là 0, hydro cộng 1 và O trừ 2. Thế thì khi mà xác định xong cái số oxy hóa thì các bạn thấy rằng nhận xét về cái sự thay đổi số oxy hóa. Đối với đồng, đồng từ dương 2 xuống đồng 0, số oxy hóa của nó giảm. Oxy trừ 2 trừ 2 không đổi. Hydro 0, đúng không? Hydro cộng 1 nó tăng. Như vậy có những thằng thì không đổi, có những thằng tăng, có những thằng giảm. Đấy. Thì những cái thằng tăng hoặc giảm số oxy hóa ấy, đấy là cái thằng mà chúng ta cần lưu ý nhá. Và đây cái thằng mà nó tăng số oxy hóa từ 0 lên dương 1, người ta gọi nó là chất khử. Chất khử. Còn cái thằng giảm số oxy hóa đồng từ dương 2 xuống 0, người ta gọi nó là chất oxy hóa. Đấy. Tức là chất khử thì nó sẽ có số oxy hóa tăng, còn chất oxy hóa nó sẽ có số oxy hóa giảm. Và bản chất của việc tăng giảm số oxy hóa đây là do nó sự nhường nhận electron. Đấy. Giả sử ứng với hydro, các em thấy rằng là đây là hydro ban đầu là 0. Sau đó chuyển thành hydro cộng 1, đúng không? Chuyển thành hydro cộng 1. Đấy. Thế đây cũng là H2 cộng 1. Đấy. Thế thì từ 0 mà lên dương 1, đúng không? Ta thấy rằng là nó 0 lên dương 1 thì nó sẽ nhường đi 1E nhé. Nhưng đây ta thấy rằng là có hai hydro. Đấy. Một nguyên tử hydro thì nhường 1E, nhưng hai nguyên tử hydro thì nó nhường đi 2E. Đấy. Tức là đây là cái quá trình biểu diễn, đúng không? Cái xem hydro từ 0 lên dương 1 nó biến đổi như thế nào. Đấy. Còn quá trình thứ hai là đồng từ dương 2 xuống đồng 0. Đồng từ dương 2 xuống đồng 0. Đấy. Dương 2 xuống 0 thì các bạn thấy rằng là nó phải nhận thêm 2E nhé. Khi mà nhường E thì điện tích tăng, tức là số oxy hóa tăng. Còn khi mà nhận E thì lúc này là điện tích nó giảm và số oxy hóa của nó cũng giảm. Các bạn lưu ý. Thế thì cái quá trình biểu diễn sự nhường nhận E này này, ứng với hydro là chất khử, thì quá trình này người ta gọi là sự oxy hóa. Ngược lại, nếu mới đồng cộng 2, ở đây đồng là chất oxy hóa, thì quá trình này nó gọi là sự khử. Đấy. Tức là chất khử thì gắn liền với lại sự oxy hóa, còn chất oxy hóa thì gắn liền với sự khử, nó ngược nhau. Đấy là ví dụ thứ nhất. Ví dụ thứ hai, mình xét NH3 cộng clo. Phản ứng nó sẽ sinh ra nitơ cộng với HCl. Ta lại xác định số oxy hóa. H cộng 1 tổng bằng 0 và nitơ trừ 3. Đơn chất là 0. H cộng 1 lo là trừ 1. Như vậy các bạn có thể thấy rằng là nhận xét về số oxy hóa, nitơ từ trừ 3 lên 0, như vậy nó tăng. H cộng 1 cộng 1 không đổi. Clo là 0, sau đó xuống trừ 1, như vậy nó giảm. Xét trước và sau phản ứng nhé. Như vậy từ trừ 3 lên 0 nó tăng giống như 0 lên cộng 1 đây này. Thì đằng nào mà tăng như vậy người ta gọi là chất khử. Đằng này là chất khử. Còn clo 0 xuống trừ 1 thì nó giảm giống như đồng cộng 2 xuống đồng 0 như này. Người ta gọi là chất oxy hóa. Và chất khử thì gắn liền với sự oxy hóa.
Vậy sự oxy hóa là biểu diễn quá trình nitơ từ trừ 3 lên nitơ 0. Như vậy nitơ từ trừ 3 này tạo thành nitơ 0 này. Đấy. Thì đầu tiên chúng ta thấy bên này là 2N, bên này là 1N, là các bạn phải cân bằng N đã. Sau đó chúng ta xét xem nó nhường đi bao nhiêu E. Trừ 3 nhân với 2 nó là trừ 6. Nhưng 2 nhân 0 thì nó là 0 thôi. Như vậy từ trừ 6 lên 0 thì nó phải nhường đi 6E. Trừ 6 lên 0 nhường 6E. Thế còn chất oxy hóa là gắn liền với sự khử. Sự khử. Sự khử lúc này có clo từ 0 xuống trừ 1. 0 xuống clo trừ 1. Thế đây là Cl2, bên đây có 1 clo thôi thì bạn phải cân bằng là 2 clo đã. Sau đó 2 nhân 0 là 0. 2 nhân trừ 1 là trừ 2. Như vậy 0 xuống trừ 2 nó phải nhận với 2E. Đấy. Như vậy đầu tiên là khái niệm về chất khử. Không? Chất khử đây. Chất khử thì gắn liền với sự oxy hóa. Người ta định nghĩa chất khử là chất nhường E và số oxy hóa nó tăng sau phản ứng. Còn chất oxy hóa, chất oxy hóa thì nó nhận E và có số oxy hóa giảm sau phản ứng. Cái quá trình chất khử mà nhường E thì người ta gọi là sự oxy hóa hay là quá trình oxy hóa. Còn quá trình chất oxy hóa nhận E nó gọi là sự khử hay là quá trình khử. Đấy là những cái khái niệm mà chúng ta cần nhắc đến. Chúng ta có thể tổng kết lại như sau. Chất khử là chất nhường E và nó có số oxy hóa tăng sau phản ứng. Ngược lại, chất oxy hóa là chất nhận E và thằng này nó có số oxy hóa giảm sau phản ứng. Đấy. Khử thì tăng, còn oxy hóa thì giảm. Thế còn sự oxy hóa, sự oxy hóa gắn liền với chất khử. Chất khử nhường E thì sự oxy hóa là quá trình chất khử nhường E và ngược lại, sự khử là quá trình chất oxy hóa nhận E. Và chúng ta có thể khái quát những cái khái niệm này trong một vài những cái câu như sau. Chúng ta nhớ rằng là khử cho O nhận. Khử là chất khử, O là chất oxy hóa. Chất khử là chất cho E, chất oxy hóa là chất nhận E. Đấy. Cho nhận đây là cho nhận electron. Hoặc gắn với số oxy hóa thì mình có khử tăng, O giảm. Tăng giảm là nó đến tăng giảm số oxy hóa. Vậy với hai cụm từ thôi, khử cho O nhận, khử tăng O giảm. Chất khử là chất cho E hay là nhường E và có số oxy hóa tăng sau phản ứng. Chất oxy hóa là chất nhận E và có số oxy hóa giảm sau phản ứng. Và chất thì nó ngược với lại sự hay là ngược với quá trình. Đấy. Chất oxy hóa thì sự khử, còn chất khử thì sự oxy hóa. Và cái phản ứng mà có sự nhường nhận electron, đấy, cho nhận đây này, đấy, hay là có sự thay đổi số oxy hóa của một số nguyên tố thì người ta gọi là phản ứng oxy hóa khử. Đấy. Suy ra phản ứng oxy hóa khử đấy, là cái phản ứng có sự nhường nhận electron đấy, hay là trao đổi đấy, nhường nhận electron đấy, hay là phản ứng có sự thay đổi số oxy hóa, số oxy hóa của một số nguyên tố. Cứ có nguyên tố thay đổi số oxy hóa thì đó ta có thể kết luận đó là phản ứng oxy hóa khử được rồi. Vì cái việc nhường nhận E người ta không nhìn được, nhưng mà thay đổi số oxy hóa là người ta có thể xác định rồi ta suy ra. Ở đây thầy có thể lấy cái ví dụ. Các bạn xét xem phản ứng nào là phản ứng oxy hóa khử
Và nếu là phản ứng oxy hóa khử thì xác định chất oxy hóa, chất khử. Ví dụ đây có cái phản ứng số 1. Bây giờ thầy cho thằng Fe cộng với lại CuSO4. Kim loại mạnh để kim loại yếu ra khỏi muối, ra Cu cộng FeSO4. Phản ứng số 2, CaO cộng CO2 ra CaCO3. Các bạn được xác định xem phản ứng nào là phản ứng oxy hóa khử. Và nếu trong phản ứng oxy hóa khử đó thì xác định chất oxy hóa và chất khử. Như vậy tất cả những cái này chúng ta đều dựa vào số oxy hóa thôi. Sắt đơn chất là 0, đồng hóa trị 2 là dương 2, oxy trừ 2 và tổng bằng 0 thì này là dương 6. Đồng 0, sắt dương 2, oxy trừ 2 và này là dương 6. Mình xét này, Fe 0, bên này Fe dương 2, có sự thay đổi. Chỉ cần có một thằng thay đổi thôi là có thể kết luận đó là oxy hóa khử rồi. Đồng dương 2 lại xuống đồng 0, có thằng tăng, có thằng giảm. F dương 6 không đổi, trừ 2, oxy trừ 2 không đổi. Như vậy mình có thể kết luận đây là phản ứng oxy hóa khử. Có sự thay đổi số oxy hóa. Và chúng ta xác định chất oxy hóa và chất khử. Thì các bạn nhớ rằng là khử tăng O giảm. Sắt từ 0 lên dương 2 nó tăng. Như vậy chất khử là sắt. Chất khử ở đây là Fe. Đồng cộng 2 xuống đồng 0 là giảm. Như vậy chất oxy hóa thì ở đây chúng ta phải viết cả cái hợp chất chứa cái đồng cộng 2 này. Chúng ta viết cả cái chất là CuSO4. Và nhớ rằng chất oxy hóa, chất khử là xét cái chất trước phản ứng. Chứ không nói FeSO4 là chất khử và đồng là chất oxy hóa là không được. Là phải viết cái chất trước phản ứng. Nha các bạn ý. Ca hóa trị 2, đúng không? Dương 2, oxy trừ 2, oxy trừ 2, carbon dương 4, oxy trừ 2, canxi hóa trị 2 là dương 2, tổng bằng 0, trừ 6, dương 2 là trừ 4, dương 4. Các bạn thấy rằng canxi dương 2 không đổi, oxy trừ 2 không đổi, carbon dương 4 không đổi.